Bà Lê Diệp Kiều Trang và chồng là Sunny Vũ, được xem là cặp doanh nhân trẻ nổi tiếng tại Việt Nam và đang được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội. Vì hai dự án của vợ chồng bà Trang là Scotsman and Carbon Fiber Scooter và Super Strata Bike đã bị dừng hoạt động, khóa không cho chạy gọi vốn để xác minh các cáo buộc sản phẩm kém chất lượng từ người dùng. Lê Diệp Kiều Trang, sinh năm 1980, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh. Bố là ông Lê Văn Chí, phó tổng giám đốc công ty cao su miền Nam, Casumina, anh trai Lê Chí Thông từng là phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á. Ông Thông sau đó được bổ nhiệm làm CEO công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, PNG. Bà Trang từng được cộng đồng khởi nghiệp trong nước biết đến khi có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ với các danh hiệu từ thủ khoa đầu ra và đầu vào tại trường chuyên Lê Hồng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh cho đến các đại học danh tiếng như Oxford ở Anh và chương trình MBA Sloan của Học viện Công nghệ Massachusetts MIT ở Mỹ. Sau khi rời Học viện Công nghệ nổi tiếng thế giới MIT, bà Trang đã làm việc tại công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới là McKinsey. Sau đó, bà Trang đã cùng chồng là Sunny Vũ sáng lập nên Misfit Wearable. Công ty này sau đó đã được bán lại cho Fossil Group với giá 260 triệu đô la Mỹ năm 2015. Bà Trang có một thời gian giữ vị trí CEO Fossil Việt Nam. Năm 2018, bà Trang chọn Facebook là nơi làm việc để kết nối cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, trong thời gian bà Trang quản lý, bà đã gặp không ít thách thức về các vấn đề nội tại của Facebook như bảo mật và những thay đổi về chính sách trong và ngoài nước, nhiều thông tin liên quan tới việc nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam bị đóng. Sau gần một năm giữ vị trí ghế nóng giám đốc Facebook Việt Nam, bà Trang, Christie đã tuyên bố rút lui khỏi mạng xã hội lớn nhất thế giới. Một thông tin mới nhất liên quan đến bà Trang và khiến cộng đồng mạng dậy sóng, trước thông tin được công bố trên trang gây quỹ cộng đồng Indiegogo cho biết, hai dự án của vợ chồng bà Trang là Scotsman and Carbon Fiber Scooter và Super Strata Bike đã bị dừng hoạt động, khóa không cho chạy gọi vốn để xác minh các cáo buộc sản phẩm kém chất lượng từ người dùng. Chiến dịch gọi vốn cho chiếc scooter chạy điện của ông Sunny Vũ bắt đầu từ khoảng tháng 5 năm 2021. Sản phẩm thuộc dự án phương tiện di chuyển in 3D, cấu thành từ sợi carbon tương tự mẫu xe đạp Super Strata, do vợ chồng ông Sunny Vũ đứng ra kêu gọi cộng đồng. Trước khi bị ngừng, chiến dịch Scotsman Scooter đã thu hút được tổng số tiền gần 565.000 đô la Mỹ từ hơn 300 người dùng ủng hộ dự án. Còn dự án xe đạp Super Strata đã đóng và hút tổng cộng gần 7,2 triệu đô la Mỹ từ 4.530 người ủng hộ. Một số cáo buộc trên trang Indiegogo và mạng xã hội cho rằng, cho tới nay ít người nhận được sản phẩm và cũng gặp khó trong việc có được sự hỗ trợ từ đơn vị gọi vốn hay cá nhân ông Sunny Vũ. Còn xe đạp sợi carbon nguyên khối giá hàng nghìn USD của vợ chồng bà Trang bị phàn nàn về chất lượng kém hay gặp lỗi. Dự án sản xuất máy in 3D và dịch vụ phần mềm, dịch vụ sản xuất sản phẩm trên các máy in 3D sử dụng vật liệu polymer sợi carbon của công ty trách nhiệm hữu hạn Arevo Việt Nam, Arevo, vừa chấm dứt hoạt động tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án công nghệ triệu USD của vợ chồng cựu CEO Facebook Việt Nam Trang. Trước đó, ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của Arevo với tổng vốn đầu tư 19,5 triệu đô la Mỹ. Công ty Arevo do cựu CEO Facebook Việt Nam Trang và chồng là ông Sunny Vũ thành lập. Công ty này thông tin việc sản xuất xe đạp bằng công nghệ in 3D, chiếc xe đạp bằng sợi carbon nguyên khối đầu tiên có tên Super Strata. Theo báo Công Thương, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.